Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, mới đây phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã nhận được sự hỗ trợ vô cùng quý giá từ các nhà hảo tâm trong việc xây dựng hàng rào kiên cố bao quanh khu vực phòng khám. Hàng rào mới được xây dựng kiên cố, cao hơn và chắc chắn hơn so với hàng rào cũ, giúp đảm bảo an ninh cho cả con người và tài sản bên trong phòng khám. Nhờ vậy, các trang thiết bị y tế được bảo vệ an toàn, phục vụ công tác hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân được hiệu quả hơn. Hành động thiết thực, ý nghĩa to lớn. Trước đây, do hàng rào cũ thấp và xuống cấp, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ an ninh, nguy cơ mất cắp tài sản và xâm nhập trái phép luôn tiềm ẩn, gây ra ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và tâm lý của bệnh nhân. Việc nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng hàng rào mới đã mang đến niềm vui và sự an tâm cho cả đội ngũ y tế và bệnh nhân đang điều trị tại đây. Sự chung tay góp sức của cộng đồng, hành động ý nghĩa của các nhà hảo tâm là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cộng đồng. Việc hỗ trợ phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn thể hiện sự quan tâm chia sẻ đối với những bệnh nhân đang phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Lời cảm ơn và kêu gọi Thành Võ, đại diện các thầy phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm vì sự hỗ trợ quý báu này. Đồng thời phòng khám cũng kêu gọi các nhà hảo tâm khác cũng chung tay góp sức để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực cho họ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư. Hàng rào mới được xây dựng tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là biểu tượng cho sự đoàn kết, yêu thương và tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng. Hy vọng rằng với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, phòng khám sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động, mang đến những dịch vụ y tế chất lượng cho những bệnh nhân ung thư, giúp họ có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một điểm sáng hy vọng cho những bệnh nhân ung thư nghèo không có hoàn cảnh chi trả cho chi phí điều trị đắt đỏ. Nơi đây không chỉ mang đến dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí mà còn là nơi chia sẻ động viên tinh thần cho những bệnh nhân đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Đội ngũ y sĩ tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn tận tâm hết lòng vì bệnh nhân. Họ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có y đức cao quý, luôn quan tâm động viên bệnh nhân. Ngoài việc khám chữa bệnh miễn phí, phòng khám còn hỗ trợ bệnh nhân về mặt tinh thần, giúp họ có động lực để chiến đấu với căn bệnh ung thư. Phòng khám cũng thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn, chia sẻ kiến thức về ung thư, giúp cho bệnh nhân hiểu rõ hơn về căn bệnh và cách điều trị. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí vẫn ngày ngày tiếp nhận bệnh nhân mới và tư vấn cách giữ gìn phác đồ cho họ. Đây là một trong những việc làm hết sức ý nghĩa, giúp đỡ những bệnh nhân ung thư nghèo có cơ hội điều trị hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống. Để duy trì hoạt động tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng. Mỗi đóng góp dù bé nhất cũng sẽ góp phần giúp đỡ cho những bệnh nhân ung thư nghèo có cơ hội được sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Em là Nguyễn Phi Long, đến từ Lạng Sơn. Em bị u não chán phải. Bệnh viện thì nói chung là bệnh viện này bảo lên ở lại để mổ với cả điều trị hóa chất. Mà xác suất nó thành công thấp thì em lại không đồng ý. Rồi sao biết ở đây mà tới đây?
ở đây em thấy có ở gần nhà có người vào đây điều trị ung thư mà khỏi rồi ấy. Nên em biết thì hỏi thì biết thì cũng vào đây. Triệu chứng hiện tại bây giờ của em như thế nào? Em bây giờ đau đầu nhiều ấy. Đau đầu choáng luôn. Em thì cũng mới biết đến đây và cũng mới em mới vào đây hôm qua thôi. Em thấy mọi người ở đây cũng nhiệt tình giúp đỡ cũng tốt. Có rất tin tưởng gì đây không? Có, em đang đi về đi khám chữa bệnh để tin tưởng nơi khám tuyệt đối thôi em. Kể trước khi bệnh đó, em làm cái nghề gì có là gì? Trước khi bệnh thì em làm ở trên cửa khẩu, em làm ở khu vực biên giới, em là bên Trung Quốc. Vì cái việc mình làm gì? Em làm về xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu hàng biên giới này. Thu nhập sao? Ấy thì cũng bình thường thôi, bởi vì làm trên đấy thì nó cũng phụ thuộc vào nhiều nơi, không ấy, nó thu nhập nó cũng không cao lắm, gọi là đủ ăn đủ tiêu thôi. Rồi khi đến đây rồi nói chung là cái điều kiện tiền bạc của nó nói chung cũng không có mấy đâu nhỉ, mà đi vay mượn nhiều đây, mà em từ bạn ngoài cái bay vào đây cũng mất, cũng tốn kém nhiều. Tại mà mình lần đầu đi ở đây nữa không biết đường xá mấy, cũng phải gọi xe tốn kém. Trong trước khi đi thì cũng phải chuẩn bị, cũng phải đi vay mượn một số nơi để chuẩn bị trước. Dạ em tên Ngô Kiều Oanh, ở Thái Lai, Cần Thơ xuống. Chị có thể cho biết cái triệu chứng đầu tiên của chị là phát hiện như thế nào, rồi điều trị ở bệnh viện nào, rồi bệnh viện nói chung điều trị ra sao á? Đầu tiên thì em đau bao tử. Cái đi xét nghiệm, đi khám này kia thì người ta nói cứ chạy ngược dạ dày. Cái sau đó cái em đi xét nghiệm máu nữa, không hết. Cái xét nghiệm máu thì người ta nói là bị HP. Em điều trị HP 2 phát đồ mà nó không hết. Cái bắt đầu lấy phát đồ thứ hai là về uống mới tới mùng 3 Tết năm rồi. Là bắt đầu em đau quá em mới xuống đại vô Trung ương. Thì vô Trung ương thì để thuốc uống thì nó hết, nhưng mà bác sĩ kêu đi về em không chịu. Em mới nói là thôi để tới mùng 6 có bác sĩ lại để cho em xin nội soi đi. Thì nội soi ra là phát hiện là ung thư. Rồi bắt đầu bà ở đó một tuần lễ, cái bác sĩ mới khám xét nghiệm tổng quát này kia để kia, đi siêu âm, đi CT đàng hoàng hết trơn. Cái bác sĩ mới lên kế hoạch là mổ cho em. Mà mổ cho em thì mổ xong ở đó một tuần lễ, xong qua 21 ngày mới xuống cắt chỉ. Cắt chỉ xong là bắt đầu là vô quá chắc luôn. Là vô quá chắc 12 lần, mà một lần vô là một ngày làm giấy tờ, hai ngày là vô thuốc. Rồi vô đủ 12 lần. Cái bắt đầu đi CT lại, đi CT phỏng quang thì bác sĩ nói là vô thuốc vô hết rồi. Bây giờ là nó gớt dưới, nó tạo ra hai buồng trứng. Cho nên là phải vô thuốc tiếp tục nữa. Mà vô thuốc lên là phải tăng lên là 6 triệu mấy nữa. Các em không có khả năng em vô. Các em mới về, em mới là lấy thuốc nam em uống. Đi qua bên ông thầy, bển thỉnh thuốc nam về uống. Uống được gần 3 tháng, cái tự nhiên cái bụng em nó bị bự lên. Các em mới đi siêu âm thì nói là chứa dịch. Cho nên em mới chở xuống Trung ương lại thì đi khám, thì bác sĩ Tiến ở dưới nói là tình trạng của em là chứa dịch, là phải tiếp tục vô quá chắc nữa, chứ không có rút dịch ra được, trừ ra là vô quá chắc đâu mà tiếp nước biển đâu mà cho em thải đường tiểu ra, là em vô quá chắc lại một lần. Bữa đó là vô đợt sau này tới 5 ngày lận. Cái vô đợt đó là em xỉu chổng luôn, như không có sức gượng là em xỉu. Cái qua 5 ngày đó xong về là tới 3 tuần sau, hoặc là qua Tết là tới 3 tuần sau cái mới vô nữa. Là vô chặng thứ hai, là vô chặng đầu là về tóc em cũng hết đó. Cái bắt đầu qua vô chặng thứ hai này kia là em đuối luôn, em khóc trong bệnh viện luôn. Là lúc đó là vô cũng 5 ngày nữa. Cái đợt sau này là 18 tay này tới là sẽ vô nữa. Nhưng mà em nói thôi giờ nếu vô bệnh viện là em chết đấy chứ, thôi đi. Tại vì em lên Facebook em coi là bệnh viện của cha Tường này kia đồ trị bệnh ung thư hay gì đó, cho nên là em hỏi thăm em dọ xuống đây mà em điều trị. Trước khi mà bị bệnh á, chị làm gì? Em hồi đó thì lúc trước khi chưa bệnh á, thì đó em với chồng em làm công nhân. Rồi sau một thời gian đợt chỉ thị 16 á, là em sanh nhỏ con gái. Cái em sanh nhỏ con gái xong cứ chỉ thị kéo hoài hà. Cái em nói thôi đi, cũng hai đứa con rồi đi tránh mặn á, thì gãy nhà trẻ cũng hết ngừ. Thôi đi để thằng chồng em mặn thôi. Nằm ở trong nào? Để em mặn mà anh em thôi rồi á. Em mới chồng em mặn thôi, ở nhà em nuôi hai đứa nhỏ. Rồi cái em mới để thằng chồng em mặn. Cái ở đây em nói thôi giờ ở nhà thì cũng có em trai Út.
Thấy vậy thôi hai chồng em mới cắt nhà ở, mới cắt nhà ra riêng ở. Là lúc đó là em cắt nhà tháng 10. Tháng 10 là ở tới mùng 3 Tết là bắt đầu em phát bệnh lại nhào luôn đó. Rồi giờ là chồng em á là đeo em năm mấy nay là không có bằng gì hết luôn. Tại vì đeo theo nuôi bệnh á. Rồi giờ kinh tế thì sao? Kinh tế thì nói chung là không đồng đó. Rồi hồi đó giờ thì mặn á, gom rỉnh nãy kia nhiêu tính về làm vốn á. Rồi liệu chỉ hết rồi gần 400 triệu rồi. Nhưng mà cứ điều trị hoài không hết. Tại vì vô chổng em thấy ở trên đây thì cho ăn nãy kia đâu mà cho cái con vi rút nó không có cái chất bổ. Còn ở dưới bệnh viện trung ương thì vô thuốc về kêu em ăn đồ bổ nãy kia vô. Thì em cứ suy nghĩ hoài, em nói nếu ăn đồ bổ vô, càng ăn đồ bổ thì càng nuôi con vi khuẩn nó càng nuôi nó lớn. Rồi đầu dùng thuốc khống chế chứ không có thuốc đặc trị á. Cho nên là em hết khả năng rồi em mới xuống đây. Ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn, sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.